Camera được lắp thêm để theo dõi. Lần này, Minh bám theo vợ của Manit, chạm nhẹ vào bụng liền khiến cô ấy đau bụng dữ dội. Minh trốn ở một góc cười lên điên loạn. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, Manit làm thêm chốt cửa phía bên ngoài để nhốt luôn cô cháu gái trong phòng. Nhưng vô nghĩa, tối đó, Minh vẫn lẻn ra ngoài, bắt chú chó trong nhà bỏ vào cái nồi nấu chín. Manit nhìn thấy cái nồi đặt giữa nhà, mở ra thì tá hỏa với thứ mình nhìn thấy. Ông chạy ra chỗ xe của đoàn làm phim để xem lại camera, thì biết được Minh đã lẻn vào phòng mình bắt cóc đứa con trai đi. Cả gia đình gấp rút chia ra đi tìm. Trong đêm khuya vắng vẻ, u ám giữa cánh đồng, Manit tìm thấy con trai mình đang bị vứt nằm dưới đất. May mắn đứa bé không xảy ra chuyện gì, rồi ông ấy đi tìm Minh. Khi nghe tiếng động gần đó thì liền quay sang. Minh nở nụ cười quỷ dị, rồi lao thẳng đến với con dao trên tay. Người quay phim nhanh chân né được, còn Manit thì đang cố gắng chống cự lại với cháu gái. Tất cả nghe tiếng hét thì chạy đến, khống chế Minh.